Hoan hỉ đón chào quý vị khán giả đang đến với video ngày hôm nay của Phong Thủy Giàu Sang. Quý vị thân mến, giới tiên tri và huyền học tử vi mới đây đã vén màn bí mật động trời về vận mệnh của 12 con giáp trong thời gian 2 tháng sắp tới. Trong đó có 2 con giáp hết khổ gặp thời, đổi vận giàu sang. Dự đoán về 2 con giáp này trùng khớp với lời của thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã đề cập trước đó rằng trong tháng 12 âm lịch sắp tới, sao Mộc bị ảnh hưởng, điều này sẽ tác động tới thế giới, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, gây khổ cực cho nhiều con giáp. Tuy nhiên, 2 con giáp này được giới huyền học và tiên tri nhấn mạnh sau đây lại vô cùng may mắn thoát được cảnh khốn cùng vì tác động của dịch bệnh. Đó là 2 con giáp nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, con giáp may mắn được giới tiên tri vén màn bí mật giúp cải vận giàu sang đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ vốn rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chấm chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội vận may cho chính mình. Nhưng dù sao, đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, tuổi Ngọ lại khiến nhiều người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể làm việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng để người khác học tập. Nhưng tuổi Ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần phải khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe ai. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Ngọ vô cùng thích thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến cho họ nhàm chán, buông xuôi. Thời còn trẻ, tuổi Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một, hoặc ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Về vận trình 2 tháng cuối năm 2021, đây là thời điểm mà tuổi Ngọ cần phải bỏ công bỏ sức nhiều hơn bình thường. Dù chỉ là 2 tháng cuối năm ngắn ngủi, Nhưng nếu không ngừng nỗ lực cố gắng thì sẽ không đạt được những điều mình mong muốn. Thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Biết nắm bắt cơ hội thì từ năm 2022 sẽ thăng hoa vượt trội. Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách hoạt bát, yêu đời và luôn thích tự do, sáng tạo, tự lập và không bao giờ muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ rất thông minh, họ học 1 nhưng hiểu 10. Nhờ vậy mà khi làm bất cứ điều gì cũng thành công mỹ mãn. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ sớm công thành danh toại. Họ có thể hoàn thành sớm mục tiêu của cuộc đời trước khi bước sang tuổi tứ tuần. Tử vi học có nói, ngày mai bước sang tháng 11, tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ sự nghiệp, tài vận và những mối quan hệ xung quanh cũng trơn tru suôn sẻ. Người tuổi Ngọ vốn lạc quan và tích cực, nên họ tự mình vượt qua mọi thứ và luôn cố gắng tiến về phía trước, tìm hướng giải quyết. Nhờ vậy mà cuộc sống vui vẻ cứ thế tiếp diễn. 2 tháng cuối năm 2021, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, thậm chí tìm được cơ hội đổi đời bất ngờ. Bạn nhé! Quý vị thân mến, vừa rồi là những tiết lộ đầu tiên về một trong 2 con giáp may mắn đổi vận phú quý trong thời gian sắp tới. Hy vọng những tín chủ mang 5 tuổi trên thì sẽ nắm bắt thời cơ, hoan hỉ đón chờ những thành công mới. Tiếp theo đây, Phong Thủy Giàu Sang sẽ cùng quý vị đi khám phá về vị trí thứ 2 trong số 2 con giáp được giới tiên tri, huyền học và các nhà tử vi đánh giá là có cơ hội đổi thời, muốn nghèo cũng khó, tài lộc đầy kho. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Vị trí tiếp theo trong số 2 con giáp may mắn được tiết lộ thiên cơ, đổi vận bất ngờ. Xin chúc mừng tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình, đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy tuổi Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Trước khi nhận lời giúp đỡ người khác, tuổi Tuất sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ, cân nhắc. Không phải là xem xét đến lợi ích của mình, mà là cân nhắc kỹ lưỡng đối phương liệu có thực sự cần sự giúp đỡ từ họ. Bởi có những người thường ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào tuổi Tuất mà không có tinh thần tự lập. Tuổi Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy kẻ yếu bị chèn ép, bắt nạt. Họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù hằn bất kỳ ai. Những người này sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Có lẽ đối với họ, không có gì quan trọng bằng danh dự và những phẩm chất đáng quý của con người. Bởi vậy tuổi Tuất khi được giao công việc, nhiệm vụ nào đó, họ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình. Tuổi Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực. Trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra tuổi Tuất là người sống giàu tình cảm. Chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Về vận trình những tháng cuối năm 2021 của tuổi Tuất, những tháng cuối năm 2021 đích thị là thời gian tốt để tuổi Tuất thay đổi bản thân mình. Một sự chuyển mình có đánh đổi, nhưng sau tất cả, tuổi Tuất sẽ có được những điều mà họ từng ao ước trước đây. Thời gian tới sẽ là cơ hội tốt để tuổi Tuất thay đổi vận mệnh. Chỉ cần nỗ lực và cố gắng nhiều tiền, thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa, tiền bạc dồi dào chỉ trong tầm tay. Trời sinh tuổi Tuất được trời ban nhiều phước lành nhất. Đa số họ không phải được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại được sống trong gia đình hạnh phúc với đầy đủ tình yêu thương. Thuở trung niên, tuổi Tuất đã phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn vững vàng và tin tưởng vào tương lai phía trước, nên không ngừng nỗ lực, cố gắng. Nhờ vậy mà đã vượt qua mọi thứ. Tử vi học có nói, thời gian tới vận may tuổi Tuất sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Những tháng ngày trước khó khăn thế nào quên đi. Từ ngày mai tuổi Tuất sẽ cảm nhận được mọi thứ đều vận hành trơn tru, suôn sẻ. Thậm chí có những điều họ tưởng chừng không thể làm được lại tìm được hướng giải quyết hoàn hảo. Trước khi bước qua năm 2022, tài vận của tuổi Tuất sẽ khởi sắc bất ngờ, thậm chí có người thành đại gia sau một đêm bạn nhé. Quý vị thân mến, hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp quý vị nắm được phần nào về vận mệnh trong thời gian sắp tới để dự liệu một cuộc sống một cách chu toàn. Tới đây thì chương trình dành cho ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được hoan hỉ và kính chúc quý vị sẽ luôn gặp bình an, may mắn, dồi dào tài lộc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.